Nhờ sự đầu tư tập trung hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai đang từng bước đổi thay tích cực. Cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân được ưu tiên đầu tư đã tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Được hỗ trợ về giống và kỹ thuật từ chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được gọi là chương trình 1719, gia đình anh Lò Láo Tả đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng hơn 100 gốc cây chanh leo để tăng thu nhập. Được nhà nước hỗ trợ cây giống với phân bón và dây để kéo làm dàn và được hỗ trợ kỹ thuật nữa, có ký cam hợp đồng bao tiêu sản phẩm với bà con theo từng hộ. Xác định chương trình 1719 là động lực phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do vậy, để nguồn vốn chương trình hiệu quả, các địa phương đã tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên, nắm bắt nguyện vọng của người dân để lựa chọn dự án đầu tư. Tiêu biểu như tại Mường Khương, có dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện trồng chè san, chè kim tuyên. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức cộng đồng trồng lê và chuối. Các cái dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của chúng tôi là hỗ trợ thông qua đơn vị chủ trì liên kết, tức là những cái doanh nghiệp mà có cái nhu cầu tiêu thụ cho bà con, họ sẽ cùng phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con ngay từ ban đầu. Từ năm 2021 đến nay, hầu hết các chương trình chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tích hợp vào 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn lực trên 7.300 tỷ đồng. Trong đó khoảng 5.100 tỷ đồng để đầu tư trên 1.000 công trình xây dựng cơ bản, 2.200 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, sinh kế, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục. Trong giai đoạn tới thì tỉnh sẽ tập trung thực hiện các cái chương trình mục tiêu của chính phủ, của trung ương, ví dụ như 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thế và dành nguồn lực nhiều hơn nữa để tập trung đầu tư cho lĩnh vực về giao thông, rồi hạ tầng số, phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh, trong đó chú trọng vào cái việc thực hiện cái nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giải quyết các cái vấn đề an sinh xã hội như là chương trình xóa nhà tạm mà hiện nay tỉnh đang triển khai thực hiện trên địa bàn của toàn tỉnh. Quyết tâm đến tháng 6 năm 2025 thì chúng ta sẽ hoàn thành cái việc là xóa nhà tạm theo rột nát trên địa bàn của tỉnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước nhờ vậy không ngừng được củng cố và nâng cao, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.